Hello, hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại channel của mình. Video hôm nay mình sẽ swatch dòng son mới đến từ nhà Perfect Diary, có tên là Floating Light Lip Gloss. Dòng son này thì mình thấy có packaging khá là độc lạ nè mọi người. Nó có hình chữ nhật và nó có full màu trắng luôn. Đối với mình thì packaging này nó không có tiện dụng lắm, nhưng mà nhìn nó trông khá là lạ và khá là đẹp mắt nè. Và đối với màu trắng thì mọi người nên giữ son kỹ càng để tránh bị dơ nha. Ok, và bộ sưu tập này gồm có 6 màu và mình cùng bắt đầu video thôi nhé. Đầu tiên là 101 I Got You. Đây là một màu nâu nude, mình thấy khá là tự nhiên và thuộc tông MMBB. Và đối với màu son này lên môi sẽ tùy thuộc vào nền môi của mỗi người nha. Chất son tím bóng nhưng đối với mình thì độ bóng sẽ không lên được nhiều như cái dòng son như Romance. Độ bóng ở trên môi không kéo dài được quá lâu đâu, mình thấy bám tầm khoảng từ 1 đến 2 tiếng thôi và sau đó sẽ trôi đi. Và lớp son tin ở bên dưới thì sẽ giữ được tầm 4 đến 5 tiếng nha. Tiếp theo là 102 Anytime. Đây là một màu hồng nghiêng tông nước và có pha đất nhẹ một xíu, vẫn thuộc Tommy BBB nha. Đối với những màu son này thì theo mình thấy mọi người không cần make up đánh lên môi cũng rất là xinh. Và 102 thì sẽ hợp với các bạn có tông da lạnh hơn là tông da ấm nè. Và lên đẹp nhất vẫn là đối với các bạn có nước da từ trung bình tới sáng nha. Tiếp theo là màu số 103 Because of You. Đây là một màu đỏ cam tươi tắn nha mọi người. Khi sử dụng màu này lên á thì mình thấy mặt của mình nó trẻ trung hẳn luôn á. Và màu son này thì mình thấy không có kén da đâu và cũng không cần make up khi sử dụng luôn. Đối với màu son này tuy có chứa ánh cam nhưng mà mình thấy không có làm xỉn men răng đâu và cũng làm sáng da nữa. Tiếp theo là màu số 104 You Deserve Better. Đây là một màu cam nude nha mọi người. Đối với màu cam nude này thì mình thấy lên môi nên make up nhẹ một xíu thì màu son đỡ bị xỉn da hơn. Và màu son này vẫn thuộc Tommy BBB nha, cho nên là mình thấy sử dụng trên mặt mộc cũng ok la. Nhưng mà mình nghĩ nên nhấn nhẹ thêm một xíu màu mắt và màu má thì sẽ xinh hơn. Và màu son này sẽ thiên về tông ấm, cho nên các bạn thuộc tông da ấm vàng sử dụng sẽ xinh hơn một xíu so với các bạn tông da lạnh nha. Tiếp theo là màu số 105 Live Young. Đây là một màu cam cháy tươi tắn nha mọi người. Và màu son này thì mình thấy ai cũng sử dụng được luôn á. Đối với các bạn tông da ấm hay tông da lạnh đều sử dụng được. Và đối với bạn nào mà chưa có một cây son cam nào thì mình nghĩ mọi người cũng nên tạo một cây đi. Bởi vì màu son này sẽ là màu son hắc tuổi rất là nhiều luôn á. Và cuối cùng là 106 Let It Go. Let It Go là một màu đỏ mận trầm đậm nhất trong bảng màu này luôn. Và đối với cá nhân mình thì mình thích màu này nhất. Màu son này khi lên môi thì không kén da và cũng không kén men răng đâu. Đối với chất son tím bóng thì mình vẫn thích tán full môi hơn là tán lòng môi. Và mình sẽ blur nhẹ ở ngoài viền một chút để tạo hiệu ứng môi căng đầy hơn. Ok, và cảm ơn mọi người đã theo dõi đến tận bây giờ. Nhớ like và subscribe channel của mình nhé.